Phi Lan xin cảm ơn quý vị, và bây giờ chúng ta trở lại câu chuyện hôm nay với kỹ sư Đỗ Như Điện. Thưa ông, khi mà chúng ta nói những cái việc của mình làm, cố gắng để mà làm vì chúng ta có mục tiêu để đòi hỏi cái nền đấu tranh cho cái tranh đấu cho cái nhân quyền ở trong nước, thì mới gần đây thì cái tình hình Việt Nam đã trở thành một cái vấn đề rất là bi quan cho chúng ta. Khi chúng ta thấy là ở Việt Nam thì ở thành phố nhiều người vẫn vui chơi, tuổi trẻ vẫn vui chơi, vẫn ca hát, vẫn thi cuộc thi này, cuộc thi nọ, màu sắc rất hào nhoáng. Nhưng mà đi sâu vào những cái vùng mà hẻo lánh và khốn khó, nhất là ở Hà Tĩnh hay vùng mà chúng ta bị ảnh hưởng của Formosa, thì nó có những cái thảm trạng rất là đau khổ mà chúng ta nói là đất nước đang điêu linh, không ai nhìn thấy. Thế thì ông nghĩ như thế nào về những cái ưu tư của những người thực hiện cái chương trình này? Vâng, cô nhắc tới cái tình hình chung của Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là có thể ngay cả cái việc đánh giá của nhiều người ngoại quốc cũng sai lầm. Họ về, nếu mà họ chỉ đi những thành phố thì họ thấy đường xá, cầu cống, nhà cao, cửa rộng và rất nhiều những cái đổi mới. Đồng ý, đổi mới. Nhưng mà nếu đi sâu, như cô nói, đi sâu vào đời sống thật sự của người dân, tôi nói tới hai lĩnh vực đi, lĩnh vực đời sống kinh tế và lĩnh vực gọi là cái chiều sâu của đời sống thật sự, đời sống văn hóa của dân tộc nữa, thì tôi thấy nó bi đát lắm. Thứ nhất là đời sống kinh tế, thì Việt Nam bây giờ vẫn là một nước nghèo. Năm 2016 thì cái lợi tức đầu người của Việt Nam cũng chỉ 2.190 đô la một năm. Tức là Việt Nam vẫn đứng vào một cái nước, một trong những nước nghèo, rất là nghèo nếu so với các nước khác. Thế thì lấy cái gì để hãnh diện? Nhìn nhà cao cửa rộng, những cao ốc, đó là biểu hiện cái sự đóng góp của những cái nhà đầu tư, và những cái đó chỉ làm giàu cho một số rất nhỏ, không tới 10% dân số. Đấy là sự thật. Cái thứ hai là cái đời sống văn hóa, đời sống xã hội, thì tôi có thể nói rằng nó xuống cấp thê thảm. Đấy, xuống cấp thê thảm. Thứ nhất, chúng ta nhìn vào cái nền giáo dục và giới trẻ. Cô cứ nhìn một cái chuyện này thôi, một đơn giản thôi. Những cái buổi lễ hội tổ chức rất linh đình như ngày độc lập các thứ ở Hà Nội và Sài Gòn, thì sau cái lễ hội đó là cái gì? Là cả một thành phố rác. Cả một thành phố rác. Chẳng những trẻ con, người lớn là xả rác đầy đường. Tôi quan sát thấy cái năm vừa rồi, người ta ra để mà coi bắn pháo hoa ở Hà Nội, và sau cái đêm bắn pháo hoa đó thì là cái gì? Là cả tấn rác, người ta lót báo, người ta lót giấy, người đó rồi xong rồi đứng lên đi. Thì cái văn hóa nó, tại sao nó suy thoái, tại sao nó vô trách nhiệm như vậy? Nó bắt nguồn từ cái gì? Bắt nguồn từ cái nền giáo dục. Bắt nguồn từ nền giáo dục. Nó hỏng từ gốc, hỏng từ trong ruột hỏng ra. Ý thức quá và, kém mà. Thì những cái đó đâu có phải là khó đâu. Thí dụ bây giờ tôi nói, thưa cô ở Mỹ này, mấy đứa nhỏ 6-7 tuổi, nó ăn cái kẹo, nó bóc, nó đi tìm xem chỗ nào cái thùng rác nó vứt vào. Chứ nó, hoặc nó không tìm được, nó cất trong túi. Vâng. Thì những cái đó là ngay từ nhỏ đã dạy rồi. Tại Việt Nam, tại sao không làm được? Tại sao không làm được cái chuyện đó? Nó hỏng từ trên hỏng xuống, hỏng từ nóc hỏng xuống. Bởi vì sao vậy? Là vì thưa cô, xã hội cộng sản xây dựng bằng dối trá. Mà người ta bây giờ thì ai cũng nói như vậy. Đến nỗi mà cháu tôi ở trong nước, nó đi du học ở Đài Loan, nó được qua đây, nó gặp tôi. Tôi hỏi vấn đề, nó bảo, chú ạ, chú không biết, nếu gia đình nào không gian dối, không biết nói dối thì không sống được.
không dối trá thì không sống được. Một cái xã hội như vậy thì làm sao mà tiến bộ được? Mình xấu hổ quá sức khi nhìn qua Singapore, khi nhìn qua Nhật Bản. Dạ vâng. Đó. Đại Hàn thôi, Nam Hàn thôi, tại sao họ tiến bộ được? Thái Lan thôi đặt sao vẫn vượt bậc. Nói thế tại sao Việt Nam hồi xưa là một cái nước văn minh, một cái nước đâu có thua kém gì các nước khác mà bây giờ như vậy? Thì nó ở đâu ra? Thứ nhất là do cái chế độ, thứ hai do cái nền giáo dục. Hai cái đó nó làm cho xã hội suy thoái. Thành ra người ta đánh giá trên những cái sân góp, trên những cái cao ốc, những cái vui chơi và cái nó cô nói chuyện đến vui chơi. Thì nếu đi sâu vào chúng ta sẽ thấy như thế này này. Cộng sản Việt Nam đã đầu độc giới trẻ. Vâng. Hướng giới trẻ về cái gọi là đời sống hưởng thụ. Hưởng thụ. Thì ca ha. Vâng. Thành ra bây giờ cô thấy đó, cái nạn phá thai ở Việt Nam bây giờ kinh khủng. Kinh khủng. Vâng. Đó. Thì đó là cái suy thoái xã hội. Và vì vậy tôi nói rằng từ cái suy thoái xã hội ấy, nếu bây giờ có thay đổi thì không biết mấy thế hệ mới có thể xây dựng lại được một cái xã hội mà đạo đức mà mình mong muốn. Cô hay tôi là những người đã qua, trải qua những cái kinh nghiệm của quá khứ, bây giờ mình nhìn lại mình hoảng hồn và không biết làm sao mà thay đổi được. Nhưng mà phải muốn thay đổi, phải thay đổi từ gốc rễ, thay đổi từ chế độ trước, rồi mới thay đổi đến giáo dục, rồi mới xây dựng lại. Thì lúc đó, mà bây giờ cái nguy cơ là được hay không? Trung Cộng, cái Đảng Cộng sản Việt Nam là dựa vào Trung Cộng, dựa vào Cộng sản Tàu, và nó trở thành một cái chi bộ của Cộng sản Tàu. Thì tất cả những cái đường lối gì của Trung Cộng áp dụng thì đem về Việt Nam áp dụng hết. Đó, thành ra vì vậy mà tôi nghĩ rằng cái tình trạng mất nước, chúng ta đang mất nước. Đó. Rõ ràng chúng ta đang mất nước, biển chúng ta mất rồi, Hoàng Sa, Trường Sa là coi như mất. Đó. Bà con Việt Nam mình giờ đánh cá đâu ra xa được nữa. Thành đã phải bơi thuyền tuốt xuống miền Nam, qua gần cả biển của Úc để mà đánh cá, nhân bị bắt tơi bời. Trong khi mà Hoàng Sa, Trường Sa đó bà con không ra đánh cá được. Đó. Thì trên núi thì bô xít. Rồi hàng Tết vừa rồi 4 triệu người Hoa vào du Việt lịch, Nam để ăn du lịch, Tết dạ, du lịch. Và người ta vào như là đất nước của họ. Thì những cái đó nó quá bi đát đi, thưa cô thấy không? Trong khi ấy là ở trong nước, cái Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ quan tâm tới cái gì? Quan tâm tới cái chỗ ngồi của họ, quan tâm tới Đảng, tức là Đảng trên hết, trên dân tộc, trên đất nước. Nên tôi Nguyễn Phú Trọng nói là cái hiến pháp của Việt Nam ấy là phải đi sau cái cương lĩnh của Đảng. Rõ ràng là họ chỉ lo tới cái Đảng thôi, đâu lo cho dân đâu. À, vâng thưa ông, vậy thì trước những cái bi quan bế tắc của xã hội Việt Nam và trước những cái vấn đề ưu tư của cộng đồng Việt Nam hải ngoại, thì Đài Đáp Lời Sông Núi hiện nay, cái hướng đi gần nhất của Đài Phát Thanh Việt Nam Đáp Lời Sông Núi là gì? Vâng. Và cái sự làm việc đó có được hỗ trợ của các nước, những cộng đồng Việt Nam ở các nơi trên thế giới không? Vâng, trước nhất là về cái chức năng của Đài, thì nó là một cái đài phát thanh, do đó như lần trước chúng tôi đã nói, chúng tôi tôn trọng sự thật. Chúng tôi đưa những tin tức ở trong nước là những tin tức thật. Có sao nói vậy. Và kể cả những cái phát biểu của nhà nước Cộng sản, đây, họ nói vậy. Chứ chúng tôi không phải là, ở trong nước họ bảo là mình là đại phản động, là cực kỳ phản động, một cái đài phát thanh phản động. Là vì họ nói mình nói sự thật. Mình nói sự thật. Và vì vậy, phải nói sự thật để người dân nhận ra được sự thật. Và khi nhận ra được sự thật thì người ta mới biết rằng Đảng Cộng sản nói láo. Đó là mình phá vỡ cái sự bưng bít. Rồi cô hỏi là có được cái sự hỗ trợ không, thì đối với một cái đài phát thanh nhỏ như Đài Đáp Lời Sông Núi, nhưng mà hầu hết các cộng đồng người Việt ở trên thế giới này đều biết và hỗ trợ, vì chúng tôi cũng có giới thiệu ở nhiều nơi, chẳng hạn như Úc, như Âu Châu, ở Đức, ở Canada. Thì chúng tôi đều có giới thiệu và bà con ở các nơi đó nghe. Ông nghĩ như thế nào nếu như mình có một cái phương hướng thực tế hơn? Thí dụ như cộng đồng Việt Nam hải ngoại mình có tới mấy triệu người cơ. Thế thì mình chỉ cần kêu gọi cái tình yêu nước và quan tâm, mỗi người chỉ cần cho một đồng thôi.
Dạ vâng, cái đó là một lý tưởng. Không, mỗi người chỉ cần giống như ngày xưa mà có tuần lễ vàng gì đó trong một cái vấn đề gì đó mà mình, thưa quý vị, Vietnam sẽ tạm ngừng trong đây lát và mời quý vị theo dõi vài cơ sở thương mại bảo trợ cho đài và chúng ta sẽ trở lại nhé.